Phải nói là hai hòn này nhìn rất là hứng thú luôn á. Mình đây. Đi cả quá. Đây đứng đặt. Rồi đây dịnh lại, dịnh lại. Cái anh hai đang dịnh kìa. Bây giờ vô đây đậu đây ha anh hai ha. Đậu đây là đây. Tôi không có sao. Tạm biệt ngôi nhà này thì mình sẽ đi lại đằng kia, mình sẽ lấy cái con sò sò huyết anh hai. Sò huyết đó nặng. Lại là một cái nhà độc lạ thứ hai đúng không? Đâu phải là giải kiếm cái ngôi nhà như thế này ở giữa biển đâu. Và mình với lại anh hai, với lại anh Trí sẽ cùng nhau đi ra ngoài kia thôi. Nhìn cái hòn này đẹp ghê á. Và đây là anh hai dễ thương. Người miền Tây rất là dễ thương luôn đúng không? Đây là cái ghe của mình đây anh hai. Mình chạy ra đây. Chắc mình là mình may mắn mà không phải là dân biển, nhưng mà mình có dịp về đây để mà cùng với anh hai trải nghiệm với anh Trí. Cũng nhờ may mắn là được có anh Trí đằng kia. Dạ em ngồi nè. Chào anh. Dạ. Đang sửa máy. Anh hai đang dịnh kìa. Hai đang dịnh dây hả? Chào anh nha. Ôi, cái này là sò huyết nè, sò lông. Một bậy luôn nè cô bác của anh chị. À, không bao giờ xích gần lại đây. Không bao giờ mà cảm thấy cái việc mà đi biển nó hứng thú như thế này. Mình cũng có đi biển nhiều nhưng mà đây là con sò lông của anh hai nuôi. À, đây là con lụa. Lụa, sò lụa. Lụa xanh tự nhiên. Và đây là cái con sò huyết, tất cả đều do tự cào hết á. À, và anh và hốt mỗi một lần như thế là anh hai anh chỉ nói là có không cho mỗi thứ một ký để nhậu chơi. Cậu bác quý anh chị thấy vui không? Vui quá luôn cái gì? Ờ. Nó tập qua vỏ cái lườn vỏ này là con giò mới đeo ngủ lượng gì đó. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ đi qua hòn đá lửa ha anh hai ha. Dạ. Thôi rồi được rồi. Đợi tiếp theo. Hòn lũ lũ cốc. Lũ đủ. Đó lũ đủ cây lũ đủ còn lũ lên cái đọt. Lũ đủ với cây mẫn cầu ta. Dạ. Cây tràm bông vàng của mình là cũng vẫn trồng cho tốt trên đó đó. Tràm bông vàng đó. Dạ. Người ta lấy thuốc nam thì người ta thường lên đó ha. Có lên đường này. Chạy ngược sóng nhìn ghê nhưng mà anh hai nó vẫn độ an toàn vẫn cao. Cho nó bớt sóng. Cô bác quý anh chị thấy đây là hòn lửa, hòn đá lửa. Đó đó. Lớn anh hai. Và bên đây là hòn đá lửa nhỏ. Đây là những cái hòn rất là hoang sơ.
Ơi cô bác có thấy không, nhìn rất là đẹp luôn á. Qua bên đây mình sẽ đậu núp. Núp ở bên đây hả? Núp bên đây nè. Núp ở dưới nè, đi lên á. Số hẻo lưng này là hòn đá lửa nhỏ phải không anh? Đá lửa nhỏ, cái này. À. Đá lửa lớn nó có cái hòn nhỏ nữa. À đây là đá lửa nhỏ gồm có hai hòn, hòn bên đây nè cô bác quý anh chị. Đây là hòn đằng sau lưng mình. Bây giờ mình vẫn đang tìm đường để mà đi đến hòn đá. Và đây là không biết là cô bác quý anh chị khi mà đi du lịch đó thì có đi bằng một cái chiếc vỏ lãi nhỏ như thế này mà chạy cũng khá là xa biển, xa cái vùng xa bờ, nên anh nữ là hôm nay thì lần đầu tiên đi đây cái cảm giác mà nó vừa sợ vừa lo, nhìn ghê lắm. Nhưng mà khi mà gặp cái cảnh đẹp gì là hứng thú rồi đó anh hai. Gặp cái cảnh gì là ok quá rồi nè, thấy không? Cô bác anh chị nhìn trong tranh đấy có đẹp không? Bây giờ vô đây đậu đây ha anh hai ha. Đậu đây là đi, không có sạch. Anh hai vẫn đang múc. Không, chỗ này hết sóng rồi. Tại sao có tên là hòn đá lửa anh hai? Cái này mình cũng không hiểu được. Thấy mấy cây xương rồng kìa. Cái gầm men. Mình phải chuẩn bị cùng với anh hai đi thôi. Xích đây nè, xích đây nè. Đây đang đi vô khó vô lắm. Ở đây rất là nhiều hào và đá ngầm. Người ta gọi là đá ngầm. Thì cái công việc mà các game men quản này giùm anh nha. Đá ngầm nhiều như thế thì những cái con hào nó bám rất là nhiều. Quay đây coi coi game men. À, sao? Những cái sao con hào. Đi mấy này, có cái mấy hàng này lắng láng đã. Đã lắm hả? Anh hai chia sẻ là mình phải mang dép lên á. Mang dép đi nó bé. Dép rồi. Đây. Đi cũng khó. Khó chứ. Thiết bị của anh hai thì sao? Để cho anh hai lên trước nha. Sao Kagamen thấy vui không? Vui vui nhưng mà sợ đúng không? Ôi mấy con hào bám vô. Xuống. Chưa khoan, để cho anh hai lôi vô. Cái con hào anh hai ơi. Xô ra cho mình vô kẻ rồi. Ôi. Cái chân mình phải mang dép mới được. Đây là những cái con hào đá. Ngào này nó rất là chắc luôn á. Mình coi hào bén lắm á. Đi cẩn thận nha. Ơi. Xô ra chút. Không nổi đâu. Cưng tắt máy để neo đậu phà chứ. Cẩn thận nha, được không? À, bước chân xuống nước á. Cagamen nó cầm cái máy sao gớt nước luôn trời. Nước biển này coi như hư luôn rồi. Còn không? Hả? Còn không? Quay thì vẫn còn quay chứ. Nhưng mà không biết chút xíu nữa quay được hay không. Cái cặp này nó không biết. Có điện thoại trong đó, lát lấy ra. Chưa nay ơi, để em chuẩn bị đồ nghề anh hai ơi. Cái cây này cây gì anh Bảy? Cây này cây xương rồng, cây cây kêu bằng xương rồng nữa không biết. Mà người ta trồng ha? Không, cái này nó tự mọc. Tự mọc. Ồ, một cây xương rồng trên đá rất đẹp đúng không cô bác anh chị? Hôm nay anh Bảy nói cái đường trên kia vô không được, nhưng mà nhìn đây thấy nhiều xương rồng kia á. Nó dài tháng chỗ bông đẹp lắm. Dạ. Thôi bây giờ mình mình đi ra. Ở đây có cái búa nó mổ đây là rút ra đây lấy muỗng múc cái thịt trong này. À. Sao con hào này nó nhỏ ha? Hào này là hào đá. Hào này nhỏ. Nhưng mà nó bám chắc lắm á. Và nó là một cái kẻ thù với lại những người đi biển.
Thôi lên lại thôi anh Trí ơi. Lên lại mình chạy cặp cặp thôi chứ còn tắt nữa. Có sao rồi? Chịu sao rồi? Có gì đâu. Vô đường thôi chứ đây sống vỗ vỗ. Cô bác với anh chị thì rất là tiếc khi mà hôm nay thì mình đi với lại anh hai thì biển hôm nay là lại là biển động, thành thử ra là cái việc mà để cho neo đậu cái chiếc vỏ lãi như thế này nè vào ở trong cái đó rất là khó. Lý do là đó ở trong đó có những cái đá ngầm, đá trầm tích nè, đá ngầm với lại cái những cái con hào á, sợ đánh vô cái sóng vỗ vô cái vỏ lãi á nó sẽ không an toàn và nó sẽ hư vỏ lãi, nên thành thử ra là cái chuyến hành trình hôm nay thì mấy anh em sẽ quay trở về hẹn cô bác quý anh chị ở những cái clip sau. Nhìn những cái hòn đây nè, thấy đẹp ghê luôn không? Phải nói là hai hòn này nhìn rất là hứng thú luôn á. Nhưng mà hòn ở đây này thì không có người sinh sống đâu. Ở Kiên Giang thì có rất là nhiều hòn có người sinh sống, như là hòn tre nè, hòn sơn nè, đó là những cái hòn mà nó có thuộc cái xã luôn và có người sinh sống. Còn những cái hòn này vách đá dựng đứng đó, nên không có người sinh sống. Cũng ra đây rồi nhưng mà leo lên không được, cũng buồn anh hai ha. Anh hai có chia sẻ một cái câu chuyện khá là thú vị, đó là năm nay thì đây là cái khu vực mà nuôi sò lông của anh hai nè. Và anh hai những cái con sò lông á thì anh hai phải thu mua từ những cái con non ở ngoài từ hòn rất là xa, rồi sau đó anh hai về đổ ở dưới này. Anh hai nói là tiền là bỏ sông bỏ biển, anh hai đổ sông đổ biển, rồi sau đó là lượm lên từ sông từ biển ha. Thu lên mình sẽ thu lên từ cái nguồn này. Và anh hai chia sẻ là cái con sò với nghêu nó sống sao này? Con lụa là xanh nó theo cái cục chứ không phải là nó sống cố định chỗ. Dạ. Năm nay xanh chỗ này, năm tới xanh chỗ khác. Dạ. Mình đâu có cho nó ăn uống gì đâu. Không, ở ngoài này là không, hoàn toàn là không ăn. Cái việc mà thu hoạch của như ở dưới này đi, thì cái việc mà thu hoạch những cái con sò này như thế nào anh? Thu hoạch bằng nghe chạc hồi nãy đó. Dạ. Đấy là cái loại nghe chạc. Nhưng mà ở trên đất liền á thì ruộng đi thì người ta sẽ phân ra bờ mẫu ha, những cái ganh đất bờ mẫu thì mình giải phóng. Thì việc của anh thì thả xuống nè rồi cào sao, anh có thể kể cho em nghe với. Mình không cả khu vực nào mình thả sò lớn mình biết thì là không canh để uống nghe nó cào. Dạ. Rồi hết cho chỗ đó nó đầu không canh chỗ khác cho nó cào. Dạ. Mình cào gần của người ta biết không? Biết. Bây giờ cái ganh của người ta là lẹm qua tí lâu đâu cho đâu. Biết luôn hả? Biết hết trơn. Có ganh lắm. Như ở đây là đang là của anh nè đúng không? Đúng rồi. Còn như công trình này hôm nay thì có thứ hai. Mình trịch qua đó của thằng em thứ 8. Dạ. Có chồng qua đó. Hỏi chỗ từ cái đứa chạy lên trên là có ông anh thứ năm, vợ thứ năm. Và ở đây là có đều có sổ đỏ hết anh? Có sổ đỏ hết. Có bản vẽ, bản đồ địa chính rồi hết. Hứng thú anh hai ha. Hôm nay đi về thì nghe anh hai kể những cái câu chuyện mà những người ngư dân mà bám biển họ sống với nghề biển như thế nào. Anh hai á là một người mà nuôi trồng ở biển chứ không phải là người đánh bắt anh hai. Anh là người nuôi trồng. Còn có những người thì họ đánh bắt là mực buổi tối là riêng. Còn anh hai thì thỉnh thoảng thì chỉ đánh bắt để mà chơi vui thôi anh hai. Mình không có quen cái nghề này. Chỉ mới xuống đây mới đó. Dạ. Thấy ta làm mình làm theo cho vui. Bây giờ thì mình sẽ chạy
chạy về đâu anh hai hả? Đâu anh này, anh này nè, sao quyết đực là nó dài à, sao quyết cái là nó tròn như gì nè, bắt cái bạch dạ mà cái nó không có lông. Này là sò lông, này sò quyết, nó cũng giống nhau thôi nhưng mà nó khác cái có lông không có lông ha. Ờ à, nó khác nhau. Nhưng mà con sò đực với sò cái là nó khác nhau nữa. Dạ sò quyết thì đây gồm lông, đực là đực không có ba loại sò, sò quyết, sò lông với là sò lụa. Sò lông là anh hai nuôi á. Sò lông lúc mình thả nuôi là nó mà lớn rồi. Rồi nó lớn từ dần nó thay đổi theo cái vân này ha. Ờ thay đổi theo nguồn nước. Ừ. Cái bãi này là bãi cát nè. Là dạ. cái lông nó mọc lên không nổi. Ờ. Có nghĩa là nó dùi xuống cát phải không? Ờ. Bãi bùn là cái lông nó bước được. À, có nghĩa là bãi này là bãi bùn nè đúng không? Bãi bùn nó lớn rất nhanh. Con này là sống ở bãi bùn. Còn con nào sống ở bãi cát thì nó là cái đây, nó bị dùi giữa cát, nó bị bào mòn bị cát á. Hay ha. Kinh nghiệm. Nằm luôn kìa, coi cái mẹ nó nằm luôn kìa. Anh Chí, mệt không? Mệt không? Sống gió. Anh hai nè, với lại anh Trí nãy giờ lùi hụi làm ở trong này cái món sò huyết nhiêu là ngon nhiều lắm, mà nãy anh hai cho nguyên một sọt này luôn nè, ok không, một đống luôn á. Có bây giờ luộc ha. Dạ. Ờ. Sò me. Ở đâu đi đâu? Làm gì món gì? Hay gan muối. Muốn làm gì? Gan muối bỏ muối vô gan không á hai vậy à? Anh biết gan không? Không. Không. Bỏ muối vô gan á hả? Ừ. Cái chất của miền Tây á là đến đây có gì đẩy đó. Anh bảy anh nuôi con sò, anh đãi con sò luôn. Cho anh mượn cái con sò anh chấm cái sáng. Nãy như anh bảy anh con hay là con tróc cái rồi á. Ờ. Hai con ừ. Nãy anh Bảy anh có chia sẻ rồi, cái con sò mà nó sống ở bùn khác, con bò sò mà nó sống ở vùng đất cát khác, và đây là con sò. Anh Bảy chia sẻ là con sò này nó thì mình đất, bãi bùn nè. Mình con này là với bãi cát nè. Bãi dạ. Cát nó chóc lông phải không? Bãi cát là nó bị nguội lông. Chóc lông rồi. À, vậy thịt sò lông rất ngon luôn á. Anh Bảy nói chỉ có mười mấy ngàn ký à. Mười mấy hả anh Bảy? Mười mấy ngàn. Ừ. Còn đây là sủi. Trăm mấy. Sủi thiên nhiên chứ không có tiêu thụ được nhiều. Sủi này thiên nhiên luôn ha. Thiên nhiên á. Sủi đực. Sủi cái là đây. Nó ngộ đực là khu vực. Ở đây đực nhiều lắm, có cái lại là nó đi hết trơn. Ngày có cái mày thả xuống là mấy con đực này mày vô gạo luôn. Đi hả? Ừ. Anh đang nói thiệt hay nói chơi? Không biết hỏi mày. Mày hỏi mày. Cái là ở cạn này nè. Cạn hả? Ừ. Cái bự lắm mà mày. Tao cào vô dính cái bự bự không hả? Một cái gì nè. Anh Bành ha. Cái nào nó tròn hả anh Bảy? Con bác Huỳnh Triệu theo. Nó tròn gan như con. Rất mập anh Bảy. Rất mập. Con nào nói thật cho bà. Du lên vậy. Này là của anh Bảy luôn nè. Anh Bảy đại luôn nè. Cái này mình quá luộc quá chứ. Cho nó an toàn chứ. Cái này đúng ra nước vừa vừa sôi mình bỏ vô cái lấy ra. Cái con này tính màu chính hơn con sò huyết. Màu chính hơn. Sò huyết cũng vậy, sò huyết với nó cũng ngang nhau mà đều mình làm này nó hơi quá chứ. Này là làm du lịch chắc lỗ quá anh Trí. Wow. Ở đây nhà có gì anh đem ra ông đãi hết trơn luôn. Dạ. anh Bảy anh có anh này anh có gì anh đem ra đãi anh Trí có gì anh đem ra đãi hết trơn luôn. Mình có gì ăn đó thôi chứ có gì nữa. Sáng giờ lái xuồng cho mình đi cái bên kia nó. Sáng anh Trí anh chạy cũng có tiếng hồ đi vậy luôn. Thông quá, không dám chạy sợ mấy mày ướt chứ tao chạy sợ đâu có nhậm gì, tao thấy bình sợ ướt ba cái đồ không mày nói. Không sợ chìm. Mày biết thế chạy. Chạy sống nhúng mà. Khi mà sống nó vừa nhảy lên mà tóp ra liền á. Cái mày chạy luôn nó dập trụ mới chạy luôn cái nó chúi mũi là nó sắp sống. Mình dân bể mình biết canh, khi nó nhóm lên rồi mình đâu có dám hụt lên nữa, hụt nó dập vậy sao. Mời cô bác bên chị nha. Cho nó đứng lại cho nó sống nhóm lên cái mình mới chạy. Thật ra thì mấy con này thì mọi người cũng thường hay ăn. Nhưng mà
Tại vì đến đây á, mình quay lại cho cô bác quý anh chị xem để biết cái tình người ở miền Tây là nó vậy đó. Không ngon bằng cái này đâu, này mới cào lên được. Còn khi tao bán từ ngâm 2-3 ngày cũng chờ anh đẩy. Ngon nhất là cái tình của anh hai nè. Bỏ ông về công an việc làm đi, chở đi chơi, dẫn mình đi này đi kia chơi luôn. Rồi hoặc mặc dù là mới gặp đây thôi, nhưng mà dứt lên một đống đồ luôn. Mình nói thôi đừng có làm. Anh Chí nói mày cứ chơi đi thoải mái. Nó đãi nguyên nồi cơm luôn á. Không khác. Anh Trí đãi nồi cơm với lại mắm mắm kho. Bây giờ mình gấp một miếng mình bỏ vô đây ha. Cái à. Bỏ đây nè. Mắm cá linh, cá cơm, cá cơm biển. Cá cơm bự lên này. Với lại một miếng dưa leo chấm nữa. Không, tao đi sao vậy, tao phái lại cái chỗ mà tao đãi rồi dân dân giả rồi bắt đầu món rồi mà cái xứ sở tao vậy mà ăn nó ngon thiệt quá. Thiệt luôn á. Ngon á. Cái ngon. Nhà hàng ăn không bao giờ ngon. Ăn cơm quá trời. Anh Trí chào khán giả cho anh em cái anh chứ. Hả? Chào kết thúc hành trình nè. Chào. Bye bye. Đến nay nè, đến nay. Rồi. Rồi chào cô bác với anh chị luôn ha. Thôi mình cũng kết thúc hành trình ở Kiên Lương đợt 1, mình ở đây. Hẹn gặp lại ở những video clip sau.